Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Vaccine của Việt Nam hiệu quả 52% với biến chủng gốc ở Vũ Hán, kém 25% so với Sinopharm của Trung Quốc và kém 40% so với Pfizer và Moderna. Thêm 13.889 ca nhiễm, riêng Hà Nội 1.882 ca. Hà Nội khẩn trương giải trình tự gen của 28 F0 nghi nhiễm biến chủng Omicron, lên kịch bản ứng phó từ 5.000 đến 7.000 ca mắc một ngày. Omicron thành chủng thống trị ở nhiều nước, WHO cảnh báo nguy cơ quá tải. Thưa quý vị, tính chung toàn thời gian nghiên cứu thì hiệu quả của vaccine Nanocovax do Việt Nam sản xuất hiệu quả 52% với virus SARS-CoV-2. Đây là thông tin được các nhà sản xuất vaccine Nanocovax cung cấp mới đây. Thực sự sau gần một năm mòn mỏi chờ đợi, với số tiền hàng chục tỷ đồng đầu tư của nhà nước, thì kết quả này của vaccine Việt Nam đã mang đến cho người dân rất nhiều sự thất vọng. Cũng xin được chia sẻ thêm, 52% hiệu quả của vaccine đánh giá dựa trên nghiên cứu của chủng virus gốc ban đầu được phát hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc, chứ chưa dám nhắc đến các biến chủng mới như là Alpha, Delta và xa hơn nữa là Omicron. Trong khi đó, ngay cả vaccine Sinopharm của Trung Quốc cũng có hiệu quả từ 72 đến 78% so với biến chủng gốc. Như vậy, hiệu quả vaccine Nanocovax của chúng ta thua xa ngay khi so sánh với vaccine Trung Quốc, chứ chưa dám đặt cạnh Pfizer hay là Moderna của Mỹ, khi những loại này có hiệu quả trên 90% với biến chủng gốc. Vấn đề này sẽ được đề cập trong phần sau của chương trình. Trước tiên, mời quý vị điểm qua thật nhanh những thông tin cũng rất đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Thêm 13.889 ca nhiễm, riêng Hà Nội 1.882 ca. Trong 24 giờ qua, Bộ Y tế công bố thêm 13.873 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh thành, thấp nhất trong 21 ngày qua. Trong đó có 8.853 ca cộng đồng, ba địa phương dẫn đầu cả nước về số ca mắc trong ngày là Hà Nội 1.882 ca, Tây Ninh 938 ca, Vĩnh Long 917 ca. Trung bình số ca nhiễm ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.202 ca mỗi ngày. Trong 24 giờ qua, ghi nhận 245 trường hợp không qua khỏi. Trung bình số ca không qua khỏi ghi nhận trong 7 ngày qua là 232 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.273 ca. Hà Nội vẫn là địa phương chiếm trọn sự chú ý của cả nước khi ghi nhận 1.882 ca, là ngày thứ 9 dẫn đầu cả nước. Trong đó có 661 ca cộng đồng. Bệnh nhân phân bố tại 284 phường, xã, thị trấn, giải khắp 30 trên 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư là 45.159 ca. Trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 16.101 ca. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Hà Nội khẩn trương giải trình tự gen của 28 F0 nghi nhiễm biến chủng Omicron, lên kịch bản ứng phó từ 5.000 đến 7.000 ca mắc mỗi ngày. Tại phiên họp mới đây, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đang giải trình tự gen 28 ca bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan đến các nước đang có biến chủng Omicron lây lan mạnh. Những ca bệnh này cùng các trường hợp liên quan đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việc giải mã trình tự gen được tiến hành cẩn trọng và kỹ lưỡng, tránh lọt ca bệnh trong cộng đồng. Khi có kết quả chính thức sẽ công bố tới truyền thông và người dân. Cũng tại phiên họp, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, trong tuần vừa qua, trung bình mỗi ngày, Hà Nội ghi nhận 1.747 ca mỗi ngày. Số ca mắc tăng nhiều so với tuần trước, dự báo sẽ sớm vượt ngưỡng 2.000 ca mắc mỗi ngày trong thời gian tới. Ông Phong nhấn mạnh, số ca mắc COVID-19 có thể lên tới 5.000 đến 7.000 ca mỗi ngày, chưa kể đến việc biến chủng Omicron sẽ lan ra cộng đồng với tốc độ rất nhanh. Sở Y tế phải xây dựng kịch bản mới dựa trên tỷ lệ chuyển tầng điều trị, không để quá tải ở tầng điều trị 2 và 3. Các quận, huyện, thị xã cũng cần có kịch bản mới phù hợp với tình hình hiện tại. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Vaccine của Việt Nam hiệu quả 52% với biến chủng gốc ở Vũ Hán, kém 25% so với Sinopharm của Trung Quốc và kém 40% so với Pfizer, Moderna. Vaccine COVID-19 Nanocovax do Việt Nam sản xuất có hiệu lực bảo vệ của liều 25 microgram là 52% tính trung bình trong toàn bộ thời gian nghiên cứu lâm sàng. Kết quả này được nhóm nghiên cứu vaccine trình bày trong buổi họp với Hội đồng Đạo đức mới đây. Cuộc họp nhằm đánh giá hiệu lực bảo vệ trong thử nghiệm lâm sàng của vaccine Nanocovax. Thực sự thì sau một năm mòn mỏi chờ đợi, với số tiền hàng chục tỷ đồng được đầu tư của nhà nước, thì kết quả này của vaccine Việt Nam đã mang đến cho người dân nhiều sự thất vọng. Cũng xin được nói thêm,
52% hiệu quả của vaccine đánh giá dựa trên nghiên cứu của chủng virus ban đầu được phát hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc, chứ chưa dám nhắc đến các biến chủng như là Alpha, Delta và xa hơn nữa là Omicron. Trong khi đó, ngay cả vaccine Sinopharm của Trung Quốc cũng có hiệu quả từ 72 đến 78% so với biến chủng gốc. Như vậy, hiệu quả vaccine Nanocovax của chúng ta thua xa ngay khi so sánh với vaccine Trung Quốc, chứ chưa dám đặt cạnh Pfizer hay là Moderna của Mỹ khi những loại này có hiệu quả trên 90% với biến chủng gốc. Ngoài ra, hiệu lực của vaccine Nanocovax với virus cũng giảm dần theo thời gian. Điểm sáng trong vaccine theo như nhà sản xuất báo cáo nghiên cứu là hầu hết các ca mắc COVID-19 được tiêm vaccine Nanocovax đều triệu chứng nhẹ, còn nhóm tiêm giả dược có nhiều ca nhiễm ở mức nặng. Như vậy, chúng ta vẫn còn những cơ sở để tin tưởng vào vaccine Nanocovax. Tuy nhiên, hiệu quả của vaccine với các biến chủng mới hiện nay như là Delta hay là Omicron mới xuất hiện thì chưa thấy các dữ liệu báo cáo được công bố. Bởi lẽ, nếu chỉ hiệu quả với biến chủng gốc ở Vũ Hán thì không mang quá nhiều ý nghĩa vì dường như biến chủng này đã gần như bị xóa sổ bởi các chủng virus mới. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Omicron thành chủng thống trị ở nhiều nước, WHO cảnh báo nguy cơ quá tải. Omicron đang trở thành chủng trội ở nhiều quốc gia trên thế giới và được cho là nguyên nhân chính khiến số ca mắc mới tăng vọt ở các nước này. Tại Mỹ, trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận hơn 512.000 ca COVID-19 mới, số ca nhiễm trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Trong 24 giờ qua, Pháp có thêm xấp xỉ 180.000 ca COVID-19 mới, cao nhất kể từ đầu dịch, tăng hơn 75.000 ca so với kỷ lục trước đó vào ngày 25 tháng 12. Số liệu từ Cơ quan An ninh Y tế Anh cho biết, trong 24 giờ qua, Anh có thêm gần 129.500 ca mắc mới. Số ca nhiễm trong ngày ở Hy Lạp cán mốc kỷ lục gần 22.000 ca, tăng hơn 2 lần so với một ngày trước đó. Trong khi đó, Đan Mạch, nước từng tuyên bố thoát đại dịch nhờ tiêm chủng nhanh chóng, trở thành quốc gia có tỷ lệ mắc COVID-19 cao nhất trên thế giới với 1.612 ca trên 100.000 người dân. 5 nước có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới trong 7 ngày qua đều ở châu Âu. Tại Bồ Đào Nha, trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận hơn 17.000 ca nhiễm, cao nhất từ trước đến nay. Mặc dù mới được phát hiện từ tháng trước, nhưng Omicron đã trở thành biến chủng trội ở nhiều nước. Số ca mắc mới tăng mạnh cùng với sự xuất hiện của Omicron, nhưng hầu hết các nước nhận thấy tỷ lệ bệnh nhân nhập viện do COVID-19 trong đợt bùng phát này thấp hơn rất nhiều so với các làn sóng trước kia. Mặc dù vậy, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo, Omicron có thể khiến hệ thống y tế quá tải bất kể nó có gây triệu chứng nhẹ hơn. Bà Catherine Smallwood, quan chức cấp cao của WHO tại châu Âu nói, sự lây lan nhanh chóng của biến chủng Omicron vẫn có thể kéo theo số bệnh nhân COVID-19 nhập viện gia tăng, nhất là ở những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!